Công ty Tinh Bắc xin kính chào quý bà con. Hiện tại ở trên tay tôi đang là hai sản phẩm BestQ. Đây là sản phẩm BestQ hàng giả. Bên này là BestQ hàng thật của công ty Kinh Bắc. Bà con cùng tôi xem là hai sản phẩm này có những đặc điểm gì khác nhau. Nhìn qua thì hàng giả rất giống hàng thật. Thì tất cả các nhãn, các chữ ở trên nhãn hàng thật đây thì đều đã bị các đối tượng làm giả copy sang. Mọi chi tiết rất là giống. Hàng giả cũng có nắp đong là 60cc. Với chai hàng giả thì quý bà con cũng có thể nhìn thấy là đầu tiên là chai này là ngắn hơn và thấp hơn. Và thứ hai nữa là những cái nhãn dán ở trên chai này bị thừa ra một chút và rất là nhăn nheo do được là dán thủ công, dán bằng tay. Còn với chai hàng thật thì là cao hơn và nhãn dán ở trên thân chai không bị nhăn nheo bởi vì là được sản xuất trên dây chuyền hiện đại. Trên nắp của chai hàng thật thì có in logo Kinh Bắc cũng như là dập lỗi chữ Kinh Bắc, được làm lỗi hoàn toàn. Còn trên nắp của hàng giả thì không có, trắng trơn luôn. Chữ BestQ được in ở trên thân chai hàng thật thì có nét đậm hơn và chữ sát gần nhau hơn. Còn với hàng giả, chữ BestQ được in rất là thưa thớt và chữ rất là mỏng. Ở trên thân chai hàng thật thì có in cờ Đức và mã QR. Bà con có thể sử dụng ứng dụng Zalo và check được cái mã này ra trang web của công ty Kinh Bắc. Còn với chai hàng giả thì xung quanh không có cờ Đức và cũng không có mã QR. Trên tất cả các chai của công ty Kinh Bắc đều có lô sản xuất và ngày sản xuất. Còn đâu trên hàng giả thì không có. Ngoài ra trên chai hàng thật còn in những cảnh báo bắt buộc của Bộ Nông nghiệp. Còn ở trên chai hàng giả như quý bà con cũng có thể thấy rằng là trắng trơn, không có in gì cả. Điều quan trọng nhất là tất cả sản phẩm chính hãng của công ty Kinh Bắc đều có chữ Kinh Bắc in nổi ở thân chai, rất rõ ràng và sắc nét. Còn với hàng giả thì không có chữ Kinh Bắc in nổi. Với các sản phẩm BestQ không có chữ Kinh Bắc in nổi ở thân chai là 100%, đó chính là hàng giả. Rất nhiều bà con nhận được những cuộc điện thoại báo là giờ bên công ty không in nổi chữ Kinh Bắc nữa. Đó là 100% bên hàng giả đang gọi điện cho quý bà con. Hiện tại bên công ty Kinh Bắc đang làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ các đơn vị làm giả. Qua video này, hy vọng bà con sẽ chọn được những sản phẩm chất lượng để cho bà con có một mùa vụ bội thu. Công ty Kinh Bắc có trụ sở tại khu 31HA, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Để mua được các sản phẩm chính hãng của công ty Kinh Bắc, quý bà con vui lòng gọi 0965 477 793 hoặc 0965 722 839.